Hi, xin chào các bạn nhé. Mình tên là máy ảnh Lý Bill đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy này nha. Đây là máy Enfin, hiệu là Cellbay 35FA. Thì con máy này đặc điểm cái màu sắc khá là đẹp, khá là cưng luôn các bạn. Màu đỏ tươi rói luôn ha. Rồi ok, thì đây là chiếc máy chụp phim 35mm nha. Hoặc là tên gọi khác là phim là 135. Thì các bạn có thể tìm mua những cuộn phim thế này rất là dễ dàng luôn nha. Đây là ví dụ là một cái cuộn phim 35mm đây các bạn. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, đầu tiên mình gắn pin cho máy nha. Máy này sẽ sử dụng hai viên pin AA như thế này, 1,5V. Thì những nhau pin như thế này thì cũng rất là dễ mua. Tuy nhiên như mình khuyến khích các bạn là nên mua những pin mắc tiền tí xíu nha. Hoặc là nếu mà nhà các bạn mà có pin sạc đó, thì các bạn sử dụng pin sạc cho máy. Bởi vì theo kinh nghiệm của mình đó, thì pin sạc đó thì mới đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động. Hoặc là những viên pin mắc tiền mình mua có thể là 20.000 hoặc 30.000 gì một cặp á. Còn một số trường hợp mà các bạn mua pin giá rẻ quá, ví dụ các bạn mua pin 5.000, 10.000 thì theo kinh nghiệm của mình thì những viên pin đó là không có đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động nha. Rồi ok, sau khi mình đã có pin xong thì mình sẽ gắn vào trong máy như thế này ha. Đó, khi mình gắn xong thì máy như là sẵn sàng có thể chụp được. Đầu tiên để mà gắn pin và chụp cho máy thì mình sẽ chỉnh ISO cho máy. Thì ở đây nó có ba cái mức ISO là 100, 200 và 400. ISO tức là cái giá trị ISO trên cuộn phim đó các bạn. Thì khi các bạn mua phim đó, trên mỗi cuộn phim nó có cái thông số gọi là thông số ISO. Ví dụ như đây là ISO 100, đây là 24, là 24 kiểu. Thì khi mà các bạn mua phim có ISO bao nhiêu thì các bạn chỉnh đây nha. Ví dụ mình chỉnh theo cái gạch này nè. Hiện nay 100 thì mình sẽ gạch về 100 đây. Rồi đây là nút mở nguồn cho máy. Đó, mở máy đây ha, nút khởi động đó. Rồi khi mà mình đã có pin cho máy rồi thì mình có thể chụp test thử. Mình lưu ý các bạn là khi mà các bạn mua máy về á, đối với các bạn mới tập chơi thì chúng ta nên thử chụp máy trước khi mà chúng ta gắn phim vào. Bởi vì có một số trường hợp thì các bạn mua máy về đó, thì các bạn ham thích quá rồi các bạn gắn phim vào chụp trong khi về cơ cấu hoạt động của máy mình chưa có hiểu. Thì lúc đó là rất dễ xảy ra trường hợp là chúng ta không có biết điều khiển cái máy, lúc đó là chụp nó sẽ dễ bị lỗi nha. Những cuộc phim như thế thì sẽ ra những ảnh không có đẹp, nó rất là hoang phí. Rồi khi mình chụp thì chế độ máy chụp chế độ auto bình thường đây nè. Đó, mình cứ bấm mình chụp thôi. Mình bấm nhẹ đây ha. Khi mình bấm nhẹ đây thì cái đèn này nó sáng lên nè. Đó, khi nó sáng lên vậy thì mình bấm chụp được nha. Đó, lúc nào cũng vậy hết. Mình bấm hai bấm nhẹ xuống cho nó lấy nét. Lấy nét xong cái đèn này nó sáng lên thì mình bấm chụp luôn. Đó. Thì máy này chụp cơ bản rất là dễ sử dụng nha các bạn. Đó. Rồi, trường hợp mà mình muốn có chụp có đèn LED á thì mình bật qua đây là on nè, on là mở đèn LED. Mình lưu ý với các bạn á, khi mà mình mở đèn LED qua chế độ on á là mình đợi cho cái đèn này nó sáng thì mình mới chụp được nha. Đợi cái đèn LED nó mới đánh hiệu quả ok. Bây giờ nó sáng rồi mình bấm nè. Đó, sau khi mình bấm xong thì mình chịu khó mình đợi thêm một tí xíu nữa thì mình mới chụp nữa. Để cho đèn LED nó, cái pin nó sẽ nạp điện cho đèn LED và đèn LED nó hoạt động mới được nha. Đó. Thì mình lưu ý với các bạn như buổi đầu clip mình có nói đó thì các bạn nên mua những pin mắc tiền tí xíu. Thì khi mà các bạn mua pin mà mắc tiền á, năng lượng đầy đủ á, thì cái việc nạp điện từ pin vào cái đèn LED này nó rất là nhanh. Còn trường hợp mà các bạn mua pin giá rẻ tiền, ví dụ mua 5.000 á, 5.000 một cặp hai viên pin á, thì cái việc nạp năng lượng từ pin này vào cái đèn LED này rất là chậm luôn nha. Đó. Như hiện nay mình đang quay clip cho các bạn á, thì mình đang sử dụng là pin sạc thì năng lượng nó cũng đang tràn đầy, thì cái việc nạp điện cho đèn LED rất là nhanh luôn, các bạn thấy rất là ok nha. Rồi, thì mình hướng dẫn các bạn mở cái nắp máy. Thì ở đây có nắp open là mở máy nè, mình gạt xuống đây mở ra nha. Các bạn nhớ là gạt mà giữ cái nắp này, một tay giữ một tay bật cái này ra. Đó là ok, là mình mở nắp máy xong. Và khi mình muốn đậy lại á thì mình lưu ý với các bạn luôn là mình dùng hai tay luôn, một tay mình gạt cái này xuống, một tay mình đậy cái này lại. Đó như vậy nè ha, đậy như này là nó nhẹ nhàng nó ok. Có một số trường hợp á các bạn dùng một tay một các bạn đậy như thế này nè. Thì về bản chất chúng ta đậy vẫn được nhưng mà rất là dễ gãy, xảy ra cái tình trạng là gãy chấu cái chân này nha. Cái chân này chỗ này nè, nó sẽ dễ bị gãy lắm. Do đó là mình lưu ý với các bạn là khi mình đậy nắp lại đó, thì chúng ta đậy nhẹ nhàng thôi. Chúng ta đậy như thế này ha. Một tay chúng ta gạt cái này xuống, mình gạt cho nó mạnh tay xuống, mình cho thấy nó cái đường xuống nè. Cái mình đậy lại như thế này thì nó nhẹ nhàng như thế này sẽ không bị gãy nha. Bởi vì khi mà mình gạt cái này nút này xuống đó, giống như là mình trợ cho nó một cái lực á, để cho nó giảm cái áp lực lên trên cái nút này. Còn nếu mình đậy thẳng như thế này luôn thì cái lực nó sẽ tác động vào cái chốt này rất là mạnh, như thế sẽ
rất là dễ gãy cái chốt nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là lắp phim cho máy nha. Đối với con máy này, thì đối với con máy này đặc điểm của nó có cái những cái dòng đây nè. Để mà lắp phim cho máy mà đúng cách đó, thì khi mình bấm chụp thì cái dòng này nó sẽ xoay nha. Bây giờ mình chưa có lắp phim cho máy, mình bấm chụp nè, thì nó không có xoay. Mình để các bạn để ý đây nè, cái chỗ mà cái chấm đỏ chấm trắng đó, nó không có xoay nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp phim. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp phim cho máy nha. Thì đối với cái máy này thì mình lắp phim, mình cầm cùng phim như thế này, mình kéo qua như thế này ha. Đó, mình kéo qua, mình đẩy cái đầu phim này vừa thôi nha. Các bạn đừng có đẩy cái đầu phim này quá dài, dài quá nó sẽ bị đội, nó không có ăn khớp đâu nha. Mình đẩy vừa phải thôi. Thì trên YouTube đó mình có một cái clip hướng dẫn về lắp phim cho máy BNS đó, tập 3 đó. Thì các bạn nhớ xem cái đó để hiểu hơn. Và các bạn xem thêm cái clip này để chúng ta biết được ha. Và sau khi mình lắp phim là mình gắn như thế này và dùng tay mình đẩy cái tô cái trục này nè. Mình đẩy lên chút xíu nha. Và có thể mình bấm chụp một cái nè. Đó. Đó, mình bấm chụp nhẹ cái nó chạy như nó ăn như thế này là được. Và mình lưu ý cái tay mình bấm như này cho nó chặt cái này nè. Cho cái cục phim nó chặt như thế này ha. Và sau đó mình đẩy nắp lại. Sau khi mình đẩy nắp lại xong thì mình bấm nút chụp thử. Thì khi mình bấm chụp thì mình thấy cái số này nó chạy nè ha, nó chạy. Những cái con này nó chạy lên nè. Rồi cơ bản thì mình lắp phim đúng rồi. Thì tiếp tục khi mà mình chụp hết cuộn phim á, ví dụ cuộn phim mình vừa gắn cho máy này là có giá trị là 24 kiểu, thì khi mình chụp hết 24 tấm á thì mình sẽ tua phim về. Đó, thì mình tua về lúc này nha. Đó, thì máy nó sẽ chạy về. Rồi ok, thì mình tua về cho nó hết xong thì mình tháo phim ra, mình lấy phim ra mình đang mang đi tráng gọi nha. Ok, thì cơ bản mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy này rồi nha. Đây là chiếc máy khá là cưng nha các bạn. Chụp rất là dễ dàng luôn, rất là dễ sử dụng. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu thấy clip này hữu ích cũng như yêu thích mình thì các bạn nhớ nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình rất là cảm ơn các bạn. Khi mà các bạn ủng hộ mình thì mình có động lực để mình tiếp tục mình làm những video clip khác liên quan đến máy ảnh phim và máy ảnh kỹ thuật số nha. Mình sẽ sẵn sàng hướng dẫn cho các bạn về việc sử dụng các máy ảnh. Đồng thời mình giới thiệu với các bạn, mình tên là Máy ảnh Lý Bill. Mình hiện nay đang bán hàng khá là nhiều trên trang Facebook là Máy ảnh Lý Bill và trên trang Instagram cũng là Máy ảnh Lý Bill luôn. Thì khi nào các bạn có nhu cầu để tìm cho mình một chiếc máy ưng ý thì các bạn nhớ ghé vào hai cái trang đó nha. Mình có để đường link ở bên dưới. Ok, cảm ơn các bạn, chào các bạn nha.